Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Nhưng trong khuôn khổ video này em sẽ giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Camry 2.5Q màu đen, nội thất đen. Và đồng thời giới thiệu cho anh chị về giá xe, tình hình xe của tất cả phân bản Camry tháng 6 năm 2022. Thì Camry được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản. Được là 2.0G có giá niêm yết là 1.070.000.000. Phiên bản tiếp theo là 2.0Q là phiên bản mới ra mắt, có giá niêm yết là 1.185.000.000. Và phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 2.5Q có giá niêm yết là 1.370.000.000. Và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất cũng là một phiên bản mới, là phiên bản 2.5HV, mà có nghĩa là phiên bản xăng điện hybrid, có giá niêm yết là 1.460.000.000. Thì trong khi giới thiệu cho anh chị về sơ bộ về ngoại thất của xe, thì em sẽ giới thiệu về cái giá lăn bánh áng chừng thời điểm hiện tại. Thì với phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản 2.0G thì có giá niêm yết là 1.170.000.000, thì anh chị cần bỏ ra số tiền ban đầu khoảng tầm gần 1.2 là có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài được. Và ở phiên bản thứ hai, phiên bản 2.0Q thì giá niêm yết là 1.185.000.000. Thì thời điểm hiện tại thì anh chị cần đầu tư số tiền là khoảng 1.3 tỷ có thể lăn bánh chiếc xe ra ngoài được. Còn phiên bản trước mắt chúng ta đây là phiên bản 2.5Q thì có giá niêm yết là 1.370.000.000. Và số tiền ban đầu anh chị bỏ ra khoảng hơn 1.5 tỷ. Còn phiên bản là 1.460.000.000 là phiên bản xăng điện ấy, thì anh chị cần khoảng tầm hơn 1.6 tỷ để lăn bánh chiếc xe ra ngoài được. Còn thì đầu tiên em giới thiệu về chiếc xe Toyota Camry phiên bản 2.5Q số màu đen. Thì đầu tiên ở đầu xe được thiết kế mới, và ở la răng, ở logo thì anh thấy là logo, anh em thấy là logo này là logo 3D rồi. Logo nó phụ trách cái chức năng là cam cái giữa làn đường và cảnh báo tiền va chạm trong cái gói Toyota City Sense. Ngoài ra thì đây là cam 360 này. Đèn thì được trang bị là đèn bi LED. Và ở thân xe, la răng này được trang bị la răng phanh xước 18 inch. Cũng như là ở phần thân xe có trang bị gương, đây là gương tự động này, có cảnh báo điểm mù, có cam 360 trên gương này, cũng như ở trên tay nắm cửa là tay nắm cửa thông minh, chạm vào thì xe sẽ khóa mà cũng là để mở cửa xe luôn. Vừa rồi là em xe chìa khóa em vẫn để ở trong xe nên là bấm vào nó sẽ kêu. 2.5Q cũng đèn tất nhiên bây giờ sẽ full LED hết rồi. Chiếc xe này của em thì là xe đã được trang bị cốp điện, cốp zin thì vẫn là cốp cơ thôi. Tuy nhiên là chiếc xe này là bên em bán cho khách có nhu cầu là độ cốp điện, nên là đã có cốp điện, chỉ cần cục ấn một chạm thôi. Và ở phía đuôi xe, nếu mà nó là chi tiết cũng nhỏ thôi, nhưng mà nếu mà ai để ý thì 2.5Q là một chiếc xe duy nhất trong 4 phiên bản được trang bị là bô đôi. Còn kể cả phiên bản cao cấp hơn, phiên bản 1.460.000.000 thì cũng chỉ được trang bị là bô đơn, phiên bản xăng điện. Và một cái đặc biệt nữa, một cái đặc biệt rất quan trọng là phiên bản 2.5Q mới này cũng như 2.0 thì đều được trang bị là máy mới thôi. Vừa được nâng công suất này, vừa tiết kiệm nhiên liệu, có 7,09 lít trên 100 cây mà là máy 2.5. Anh chị thấy là cái máy nó được tối ưu như nào? Thì em xin phép giới thiệu qua về cái phần nội thất. Xe đây, màn hình nhá. Anh chị vừa thấy gì không ạ? Là cái vô lăng tự cụp xuống khi mình ấn đề, và khi mình tắt máy đi, vô lăng sẽ tự gạt lên để mình ra vào xe nó được dễ dàng hơn. Và xe thì được trang bị nhiều ghế này, rồi trang bị các cái đèn tự động này, cảnh chống trơn trượt này. Rồi nút mở cốp, mở xăng đều là nút điện hết rồi. Ngoài ra thì trên vô lăng có cái cảnh báo tiền va chạm này, có hỗ trợ giữ làn đường. Và đặc biệt là ở cái mặt đồng hồ trung tâm phía trước của người lái thì đã được trang bị rất đẹp rồi, màn hình đồng hồ điện tử và có một cái màn hình đa thông tin rất to phía trước. Ngoài ra thì ở cái màn hình mình giải trí được trang bị là màn hình JBL kết hợp với 9 loa JBL cho ra cái âm thanh rất hay là hay. Ngoài ra thì xe được trang bị là điều hòa 3 vùng độc lập tự động. Ngoài ra thì trang bị cửa sổ trời ở các phiên bản như là 2.0Q này, 2.5Q và bản xăng điện.
Một cái đặc biệt nữa ở cái dòng xe Camry hiện tại thì có cái bệ thịt tay cho hàng ghế thứ hai, được điều chỉnh được cái ngả lưng ghế này, các chế độ âm nhạc, rồi lên xuống rèm, cũng như điều chỉnh luôn được cả cái điều hòa cho người ngồi đằng sau. Và cái phiên bản hiện tại thì đã được trang bị cái cửa gió sau nó giống như phiên bản trước, cũng như là thêm hai cái cửa USB. Đây là nội thất đen đấy. Ngoài ra thì xe được trang bị thêm một tỷ trọng là nội thất be, thì ghế sẽ là màu be này, phần da phía mặt tablo cũng là màu be, và phần da ốp cửa cũng là màu be. Thì anh chị nào cần tham khảo về phương án cái dòng xe của Toyota Camry, cũng như là phân vân về các vấn đề về xe, có thể liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.